Kính chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lại tiếp tục những video đi rừng để kìm, tìm những cái cây dược liệu để chia sẻ đến cô bác và anh chị Cây bướm bạc hay còn gọi là cây bướm bướm Cây ngọc diệp kim hoa Một cái loại cây à, nó mọc ở các cái rừng thơ phát hay là ven rừng rất là nhiều Cây này thì cô bác và anh chị đi rừng hay là đi các mấy cái đồi Nó rất là nhiều cái cây này luôn Hôm nay thì mình cùng tìm hiểu về cái cây dược liệu này. Phần được sử dụng làm thuốc của cây thì mình sẽ dùng cái hoa, rễ, cành và lá. Theo đông y thì cây bướm bạc nó có vị hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải biểu, khai uất, hòa, lý, lương huyết và tiêu viêm. Được dùng để trị cả mạo, ho, bạch đới, tê thấp, sổ mũi, say nắng, viêm khí quản, sưng amidan, hầu họng, viêm thận, phù thủng, viêm ruột, chảy máu tử cung, rắn cắn, viêm mủ da, trị thấp chẩn ngoài da, giải độc lá ngón, dùng để à, rửa vết thương, vết loét với liều lượng là từ 15 đến 30 g dược liệu khô hoặc dược liệu tươi thì mình gấp đôi lên từ 30 đến 60 g. Cô bác và anh chị cứ mỗi lần mà nó ra hoa thì cái lá mà gần cái hoa của nó nó sẽ có hình màu trắng như thế này và cái quả hình của nó hình cầu đó cái quả đây và bây giờ thì em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cây bướm bạc này. Bài thuốc đầu tiên phải kể đến đó là người ta dùng cây bướm bạc để điều trị cái sổ mũi say nắng. Người ta lấy cái thân của cây này 12 g kết hợp với lá ngũ chảo 10 g, bạc hà 3 g. Người ta sắc lên người ta uống hoặc là người ta pha như pha trà để uống thì nó có tác dụng rất là tốt. Tiếp theo đó là mình xuất huyết tử cung hoặc là bị sao sinh mà cứ xuất huyết đó, thì người ta sẽ lấy rễ của cây này tươi sắc uống hoặc là nhai trực tiếp và nhút nút cái phần nước thuốc tiếp theo nữa đó là người ta chữa kết lị do nhiễm nắng nóng lâu ngày thì mình sẽ sử dụng cây bướm bạc này khoảng 40 đến 80 g sắc nước uống hàng ngày tiếp theo nữa đó là mình bị trúng độc do mình ăn phải chúng phải thức ăn á thì mình lấy cái cây lá này hoặc là cái cây cả cây cả lá luôn giã vắt lấy nước cốt uống Nó có tác dụng giải độc rất là tốt ví dụ như là mình ăn phải cái sắn xay sắn rồi xay mấy cái đồ ăn á thì mình có thể sử dụng cái cây này tiếp theo nữa đó là mình dùng để chữa đau nhức các cái khớp do bị thấp nhiệt khi hư bạch đới thì mình sẽ dùng cái rễ của cây bướm bạc 12 đến 20 g, lá lốt 10 đến 12 g, 10 đến 12 g cỏ sước và cành dâu 10 đến 16 g, thêm mã đề 8 g, nấu với khoảng 600 ml nước và còn 400 ml thì chia làm hai lần uống trước bữa ăn, uống trong vòng 7 ngày. Thêm một bài thuốc nữa để chữa cái lao nhiệt thì người ta sẽ lấy rễ của cây bướm bạc một nắm người ta sắc uống. Bị mụn nhọt lở loét thì có thể dùng một nắm cái lá của cây bướm bạc tươi giã với vài cái hạt muối và đắp vào cái chỗ đau mụn nhọt sưng tấy lở loét hay là khi bị amidan ho viêm họng đỏ amidan cấp thì người ta sẽ lấy cái lá của cây bướm bạc này một 150 g một ngày sắc uống trong vòng 3 ngày tiểu ít tiểu khó ho khan do nhiệt thì mình dùng cái hoa của cây bướm bạc 12 đến 20 g kết hợp với mã đề 10 g, dễ cỏ chanh, cành lá cây kim ngân hoa 10 g, nấu với khoảng nửa lít nước, còn khoảng một nửa thì chia làm hai lần uống trước bữa ăn và uống từ 5 đến 7 ngày. Hoặc là khi mình trời nắng như thế này này, mùa nắng mình đi ngoài nắng say nắng do lao động mình đi ngoài nắng nhiều thì mình có thể lấy cái cây bướm bạc này khoảng 100 g nấu nước uống như trà nó vừa có tác dụng làm giải nhiệt cho cơ thể và làm cho chữa cái say nắng rất là hiệu quả cây bướm bạc còn rất là nhiều những cái công dụng đối với đời sống tuy nhiên thì cô bác và anh chị mình không nên sử dụng cây bướm bạc cho những cái người mà có cơ địa mẫn cảm hoặc là những cái người mà đang có thai này cho con bú thì mình cũng không nên sử dụng trẻ em thì mình cũng không nên sử dụng nhé rất nhiều những cái bài thuốc từ cây bướm bạc cô bác và anh chị có thể tìm hiểu và sử dụng ứng dụng cái bài thuốc này cũng như là cây dược liệu vào đời sống nhé rất nhiều những cái cây dược liệu cây thuốc nam quanh ta có rất nhiều tác dụng tuy nhiên thì ngày càng nhiều người lại càng không biết đến và y như nó bị lãng quên nữa cô bác và anh chị nên là đối với những cô bác và anh chị lớn tuổi thì mình biết quý và biết trân trọng những cái giá trị mà rất là lâu đời những video em đi rừng những video chia sẻ về cây dược liệu thì cũng được rất nhiều cô bác và anh chị mình đón nhận mình ủng hộ đó cũng là cái động lực cho team để tiếp tục ra những cái video về cây dược liệu để cô bác và anh chị mình cùng tìm hiểu và chia sẻ nhé xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo